Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Ô tô Sài Gòn. Như thế nào vậy? Chúng ta lại tiếp tục đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid. Đó là điều hiển nhiên cho an toàn bản thân mình và toàn xã hội. Mong các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ tiếp tục bịt mặt trong khoảng thời gian dài và tất cả những video sắp tới. Các bạn biết đó, trong khoảng tháng 8 năm 2020 thì MG Việt Nam đã đưa rất là nhiều những cái phiên bản xe để giới thiệu cho tất cả những người dùng Việt Nam. Nào là MG HS và MG ZS. Và gần đây nhất thì tháng 1 năm 2021, MG lại có một phiên bản nâng cấp mới dành cho chiếc MG ZS để phục vụ những người dùng Việt Nam, những cái người dùng mà yêu những cái phân khúc xe gầm cao, một chiếc CUV cũng cỡ nhỏ trong cái khoảng cỡ B thôi. Những người trẻ là muốn đi trên những cung đường khó tí xíu và lưu loát cũng có thể di chuyển trong đô thị. Chính vì vậy nên trong cái khoảng phân khúc đó, MG lại nâng cấp dòng sản phẩm mới là MG ZS. Và đây là một thế hệ nâng cấp phải nói là rất là nổi bật, mang phong cách trẻ trung. Giới thiệu lần này gồm 3 phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản Comfort và phiên bản Luxury, lần lượt với mức giá đâu đó khởi điểm được niêm yết là 519 triệu. Mức giá mình theo như mình đánh giá là rất là hợp lý và nó thấp hơn những chiếc xe sedan hạng B nữa. Và mình sẽ tìm hiểu chiếc MG ZS được nâng cấp rất là nhiều những cái chi tiết để làm cho nó đã trẻ trung rồi, càng trẻ trung hơn. Và ngay bây giờ các bạn cùng theo dõi. Video này mình sẽ chia làm hai phần. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu những chi tiết nổi bật trên phiên bản nâng cấp của MG ZS. Phần thứ hai là chủ xe đã nâng cấp, gọi là cho chiếc xe chơi đồ để xem cái nó phê cỡ nào, cùng với những gói nâng cấp nhẹ nhẹ để chiếc xe nó thêm cá tính mạnh mẽ và thể thao hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy phiên bản nâng cấp của MG ZS lần này có một cái bộ dạng mặt ca lăng khác hơn rất là nhiều. Và với lối thiết kế này mình đánh giá là trẻ trung và đẹp hơn. Thì ngày xưa là nó chỉ có một khoảng ngang và có một cái đường bầu vát ở phía dưới thôi. Bây giờ thì nó ở phía trên nó lại có hai cái điểm móc nhẹ xuống dưới cùng với những đường viền rơm chạy xung quanh, làm chiếc xe nổi bật hơn khi mà có một cái logo MG nằm ở chính giữa. Lưới tăng nhiệt thì cũng có đôi chút cũng có sự thay đổi. Từ xa thì mình giống như là những cái hạt, những cái viên kim cương lấp lánh. Phối với cái mặt ca lăng này thì phiên bản nâng cấp này thì tất nhiên là đang nâng cấp đã đẹp rồi. Và trước hết thì chúng ta sẽ có một cái cản trước nữa. Cản trước cũng được mạ rơm cùng viền màu với cái mặt ca lăng ở phía trên. Và thêm một cái chi tiết cũng hết sức đáng giá, phiên bản MG ZS, phiên bản nâng cấp thì được nâng cấp một cái đèn. Anh chủ xe đã nâng cấp lên cái một cái bi, một cái đèn của AutoZoom với một cặp bi rất là đẹp LED cho bức sáng xa hơn và đẹp mắt hơn rất nhiều. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy là cái cụm đèn sương mù cũng được làm lại, cũng được thiết kế lại đôi nét. Khi mà các bạn sẽ thấy hai cái chiếc xe đi gần thì nó có sự thay đổi nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà cái sự thay đổi này với cái tông màu đen kết hợp với chiếc xe màu đỏ, toàn thể cái đầu xe màu rơm nữa, thì cái cụm sương mù này nó làm cho chiếc xe nó mạnh mẽ và cá tính hơn. Chúng ta sẽ trở lại nắp capo. Ở dưới nắp capo thì vẫn mang khối động cơ như cũ, không có nhiều sự thay đổi. Vẫn là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 105 lít, cho công suất đâu đó là khoảng 122 mã lực tại 6.000 vòng 1/1 phút. Moment xoắn thì khoảng 150 Newton trên 4.500 vòng trong 1 phút. Động cơ thì không thay đổi, nhưng mà hộp số nó lại có sự thay đổi nhẹ để giúp chiếc xe nó tốt hơn. Ngày xưa hộp số 4 cấp tự động của MG, người dùng họ đánh giá là một hộp số êm ái, có cái sự sang số rất là mượt mà hơn những chiếc xe cùng phân khúc với nó. Nhưng ngày nay phiên bản MG ZS nâng cấp nó lại được trang bị một cái hộp số biến thiên vô cấp CVT, và cùng với đó là những cái cấp số gia lập tới 8 cấp số để giúp cho chiếc xe của bạn đôi lúc nó sẽ lại phấn khích, nhưng di chuyển trong thành phố thì nó lại mượt mà êm ải hơn. Xe sử dụng công nghệ điều phối van biến thiên kép DVVT ở trên chiếc MG ZS này. Các bạn thấy là cái công nghệ này nó giúp cho chiếc xe nó êm ải hơn, và điều đặc biệt là nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chưa hết nữa, khi mà tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng mà công suất nó lại vẫn giữ và giúp chiếc xe nó di chuyển một cách mượt mà khi mà di chuyển trong phố hay là di chuyển ở trên đường trường. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái tấm chắn cách âm cách nhiệt để giúp cho khoang máy êm ái hơn.
Trong những phân khúc xe như thế này thì những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này giúp cho chiếc xe nó vận hành rất là tốt. Khi mà chúng ta sẽ có được trang bị những cái chi tiết ốp ở trên phía máy, rồi kể cả cách âm ở trong cái phần giữa khoang máy và bên trong khoang động cơ. Chúng ta nhìn từ bên hông xe thì một chiếc CUV cỡ B nó luôn luôn mang cho chúng ta một cảm giác bề thế khi được hai hốc bánh nó được ốp màu đen. Các bạn biết đó là chiều dài của tổng thể chiếc xe nó đâu đó hơn khoảng 4m3. Thì chúng ta có thể là một phép so sánh so với những chiếc xe cùng phân khúc với nó, giống như là Hyundai Kona hay là Ford EcoSport, thì nằm trong phân khúc đó nó có cái chiều dài phải nói là dài nhất trong những phân khúc. Chiều dài đó nó giúp cho chiếc xe ở bên trong nó có thể tối ưu dễ dàng hơn, nó làm cho cái khoang nội thất nó rộng rãi hơn và cái hành trình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Các bạn thấy đó, bộ mâm thì cũng được nâng cấp. Trong cái chiếc MG HS phiên bản nâng cấp thì mâm cũng đã được nâng cấp họa tiết rất là đẹp rồi. Thông số thì vẫn không thay đổi, nó sử dụng thông số là 25 xuyệt 60R17 và sử dụng lớp của Michelin. Nhưng mà anh chủ xe đã nâng cấp một cái mâm hoàn toàn mới để giúp cho chiếc xe nó khỏe khoắn hơn. Và tất nhiên là nâng cấp thì mình thấy cái mâm này nó đẹp hơn những cái mâm nguyên bản. Cái chi tiết ốp màu đỏ này cũng được nâng cấp. Cái mâm màu đen, rồi cái ốp má phanh màu đỏ, nó giúp cho tổng thể cái hốc bánh xe, nguyên cái vòm bánh xe nó đẹp hơn rất nhiều. Và chưa hết là chúng ta sẽ có thêm những cái chi tiết nâng cấp, ví dụ như ở trên cao chúng ta có một cái giá nắp đến từ thương hiệu Carryboy, một thương hiệu hết sức nổi tiếng của những người chơi outdoor. Thương hiệu này đến từ Thái Lan. Các bạn biết là khi mà nâng cấp lên cái giá nóc như thế này rồi, một cái nóc cao có thể chất được những cái đồ đi chơi ra ngoài, thì cái khoang hành lý thì cũng tương đối, một cái chiếc CUV hạng B thì cũng tương đối nhỏ. Chúng ta sẽ có thêm một cái giá nóc để chất hành lý như thế này thì hành trình mình cũng sẽ thú vị hơn. Ở phía dưới chân kính thì chúng ta sẽ được mạ rơm dài rất là đẹp và rất là chỉnh chu. Ở phía trên thì chúng ta sẽ không có được đường viền chân kính này. Mình thấy là hơi bị thiếu hụt chút xíu ha, phải chi nó được viền trọn luôn. Và cái chi tiết này á, nó là màu đen mờ chứ không phải là màu đen bóng. Cái chi tiết này mà MG ZS nâng cấp một chút xíu, nó giúp cho cái chiếc xe nó thêm sơn cái màu đen bóng thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều cái màu đen mờ này. Một cái chi tiết nâng cấp nhẹ thôi mà nó làm cho chiếc xe sang trọng hơn. Cái tay nắm cửa thì cũng được mạ rơm và có nút bấm để chúng ta có thể là lock và unlock cửa, rất là tiện nghi. Hãy chìa khóa bỏ trong túi, nhấn nút xe được unlock. Một chi tiết cũng rất là hay nha, các bạn thấy là cái ốp của cái chiếc xe này cũng vậy, nó chạy dài xuống tới đây. Cái ốp màu đen màu chrome và màu đỏ của thân xe nó ốp rất là nhiều, cũng rất là sâu, tương đối sâu. Và điều đó nó giúp cho mình lên xuống nó không bị dơ quần, kể cả tài xế và cái băng ghế sau cũng vậy. Ở phía sau đi, chúng ta sẽ đi phía sau cũng có nhiều sự nâng cấp đấy. Các bạn thấy cái màu đỏ của chiếc MG ZS này thế nào? Tất nhiên là mình đứng ở gần đây và quan sát cận cảnh này thì mình thấy nước sơn rất là đẹp. Thì mình mới chạy lại hỏi chủ xe là ủa sao anh sơn này mình thấy nó lạ với những cái sơn khác. Vì mình thấy nó có chiều sâu hơn và cái nước sơn nó cũng bóng hơn cái chiếc ZS mà ngày xưa mình cũng có thể trải nghiệm được một vài lần rồi. Thì anh chủ đã sơn phủ ceramic để cho giúp cho chiếc xe nó bóng hơn. Chính vì vậy nên nước sơn của mình nó tạo nên một cái lớp bóng và nó có chiều sâu hơn rất nhiều. Điều đặc biệt là các bạn lần đầu tiên tiếp xúc những dòng xe đến từ thương hiệu Anh Quốc như thế này thì các bạn sẽ bỡ ngỡ khi mà tìm mãi không biết cái chỗ nào để mở cái cốp sau. Thì phía dưới này chúng ta sẽ có một cái logo và chúng ta chỉ cần đẩy vô. Đấy, đẩy và dở lên thì nó được mở lên rồi. Tất nhiên là mình sẽ không được trang bị cốp sau mở điện, nhưng mà với cánh tay thủy lực thì chúng ta sẽ có một cái lực đẩy lên cũng hết sức là nhẹ nhàng. Đấy, đóng xuống thì các bạn phải dùng lực tí xíu, kéo xuống và đẩy. Khi đó chiếc xe mình đã được đóng một cách chỉnh chu nhất. Lần này phiên bản nâng cấp của ZS cũng được tinh chỉnh một chút xíu phần đèn phía sau. Đèn sau thì tinh chỉnh lại, nó giúp cho chiếc xe nó trẻ trung hơn. Một cái đường viền móc chạy dài cùng với cái đường viền cong ở đây nó giúp cho chiếc xe nó nhìn ở phía sau á,
cái đèn hậu phía sau trang bị được rất là nhiều những bóng LED. Và trong đây nó có thêm những cái chi tiết phân tầng nhỏ nhỏ. Chính vì những chi tiết này nó làm cho chiếc xe nó trẻ hơn, trung hơn. À, phía sau thì chúng ta sẽ được trang bị 3 cái cảm biến để giúp cho chiếc xe mình có thể lùi một cách chỉnh chu hơn và an toàn hơn. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm một cái đèn giả quang ở phía sau. Hốc này thì cũng chỉ là hốc giả thôi, nhưng mà nó giả nhưng mà nó giúp cho cái thị giác của mình nó nhìn vô chiếc xe nó rất là thu hút. Với cái màu đen bóng như thế này, đây cũng là một cái chi tiết giả, bà giả bô. Cái cản sau nó giả, bô giả như thế này, nhưng mà mình thấy chính vì những chi tiết mà nhỏ nhỏ như thế này nó làm chiếc xe nó rất là hay. Một cái, nói chung là họ cũng muốn có thể nâng cấp những cái nhìn về thị giác, nó giúp cho chiếc xe bên ngoài nó đẹp hơn, trẻ trung hơn. Và camera rear cũng được tích hợp ở phía sau này cũng không thể thiếu. Một lần nữa thì chúng ta sẽ mở lên để chúng ta xem được cái cốp của chiếc ZS này. Cấp hành lý thì các bạn thấy cũng để được rất là nhiều đồ linh tinh. Wow, quá trời đồ luôn. Một chiếc SUV hạng B như thế này thì với cái cấp hành lý thì mình thấy nó không có được rộng. Nhưng mà đối với những gia đình nhỏ nhỏ, những gia đình trẻ, bỏ ra một cái mức tiền hết sức nhỏ, không phải nhỏ, vừa phải, vừa túi tiền cho những cái gia đình nào mà lần đầu tiên sở hữu xe, những gia đình trẻ mà có thể sở hữu những chiếc xe gầm cao tí xíu, đi dễ dàng trong thành phố và lâu lâu có thể cuối tuần đi chơi nữa, thì cái cấp hành lý này mình cũng thấy là khá vừa đủ cho chuyến hành trình của mình. Hàng ghế thứ hai chúng ta có thể gặp lại được với cái tư thế là 64, chỉ cần có một sợi dây kéo gập xuống một cách nhẹ nhàng, nó mở rộng cái khoang hành lý phía sau, chúng ta có thể chở được những cái đồ vật cồng kềnh và dài. Điều này hết sức thuận tiện ha. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái nắp che đồ ở phía sau để nó ngăn cách lại cái khoang thứ hai với lại cái khoang hành lý. Khi bước vô khoang hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái vị trí ngồi hết sức là thoải mái, và ở trên trần thì chúng ta sẽ có một cái khoảng dư rất là nhiều. Ở phía trước cũng vậy, phía trước chúng ta cũng có khoảng dư được một cái thân hình điện thoại. Mình để lại cho các bạn có thể dễ hình dung ha. Một phần điện thoại luôn. Và cái tựa lưng ghế của hàng ghế thứ nhất là lưng mềm nha. Khi đóng cửa lại, chúng ta có một cái khoảng để tay bên trái. Bên phải thì chúng ta sẽ không có một cái bất cứ một cái bệ thì tay nào. Điều này cũng hết sức đáng tiếc khi mà thiếu đi cái bên phải. Và bên trái thì chúng ta sẽ có một bệ thì tay nhỏ nhỏ. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có hai cái hốc cửa gió điều hòa dành cho hai người ngồi kế bên. Một cái chi tiết nhỏ nhỏ là cái cửa gió điều hòa chúng ta sẽ được mạ rôm chung quanh, hết sức được tinh tế, cũng rất hết sức là đẹp. Phía dưới thì chúng ta sẽ có hai cái cổng sạc USB dành cho hai hành khách. Vị trí ngồi thì cũng hết sức thoải mái đấy. Nhưng mà ngồi thử ha, ngồi chính giữa xem. Tất nhiên rồi, những chiếc xe như thế này ngồi giữa thì không ổn tí nào. Mình có thể chở đi một đoạn đường khoảng 50 cây số tạm thôi, không ai ngồi vị trí này hết trơn. Ngồi đây vẫn xịn hơn. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm một chút xíu về da. Trên chiếc ZS này thì da cũng đã được làm lại. Các bạn thấy là cái chi tiết da, vân da và vân giống như vân carbon các bạn thấy. Và thêm những cái chi tiết điểm nhấn giống như là màu viền màu đỏ ở trên xe này ha, bạn thấy là viền màu đỏ. Ở da đây cũng vậy, phía trên đây chúng ta sẽ có viền đỏ tạo điểm nhấn. Da cũng đã được chủ nhân nâng cấp bọc lại hoàn toàn tất cả những chi tiết da ở trong cái khoang xe này. Phía dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái thảm 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D gì đó. Nó rất là... Cái thảm này sao mình không thích nha. Cá nhân của mình rồi vậy. Mình muốn một cái loại thảm cao cấp hơn. Cái thảm này nó dễ gây mùi khi mà mình sử dụng thời gian dài hoặc là trong mùa mưa. Nhưng mà tất nhiên lót xạ thảm như thế này thì ở sàn nó luôn luôn sạch sẽ. Đó là cái gu của mỗi người thôi. Mình ngồi ở trong khoang nội thất của chiếc ZS này, mình thấy công nhận những phiên bản nâng cấp gần đây nó mang lại chúng ta một góc nhìn đẹp hơn. Nhưng mà điểm đặc biệt mình thấy mình có những cái cầm len nhỏ nhỏ để giúp cho cái chiếc xe có thêm những phiên bản nâng cấp nữa nó sẽ tốt hơn. Đầu tiên là cái xích bèo. Xích bèo nó hơi nặng. So với mình là nó hơi nặng, mình kéo nó rất là nặng khi mình gài vô.
Ok, nó siết mình cũng hơi hơi khó chịu đấy. Nhưng mà khi mà mình nhả ra một chi tiết này nè, rất là chú ý nè. Nhả ra nè. Nó giật cái sợi dây này rất là mạnh về phía sau, và cái cục này nó sẽ va đập vô những chi tiết nhựa này. Và thay vì mình nghĩ một thời gian dài những chi tiết nhựa này sẽ chạy. Và khi mà hành khách ngồi kế bên hoặc là bản thân mình cũng vậy, buông ra. Nó nghe rất là khó chịu á. Cái chi tiết này đấy, hơi khó chịu tí xíu. Rồi, đó là cái thứ nhất. Tiếp theo là cái màn hình. So với những phiên bản nâng cấp trước đây thì cái màn hình này lại lớn hơn, có kích thước là 10 inch. So với trước kia thì chỉ có 8 inch thôi. Và nó giúp cho chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị hơn. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ để lại số gear. Và mình phải có một lời khen là cái camera rất là nét, thì mình cũng phải không có gọi là rất nét, và nét vừa đủ. Nó không có bị gọi là quá chợ, nó không có bị quá chất lượng thấp. Và cái chất lượng này mình nói là khá tốt với cái camera như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm rất là hay khi mà nhìn lại phía sau. Nhưng mà khi mà nó gắn cái camera thế này á, thì nó bị biển số nó che đi một tí xíu. Không biết như thế nào, mình có thể điều chỉnh được hay không. Nhưng mà hiện tại cái camera gear này nó bị một khuyết điểm như vậy, bị biển số nó che đi một phần ở phía dưới đấy. Rồi, chúng ta sẽ có thêm những cái kết nối ở trên chiếc xe, giống như là Apple CarPlay. Chúng ta chỉ cần ghim sợi dây Apple vô đấy. Và ở trên đây chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm về Apple CarPlay. Hơi chậm tí xíu, máy mình hơi chậm thôi. Rồi, đấy, giao diện Apple CarPlay chúng ta sẽ dễ dàng kết nối được với trình nghe nhạc Spotify hay là Google Maps. Ở trên Apple CarPlay thì mình thường sử dụng cái tính năng tối ưu nhất là sử dụng Google Maps để giúp cho cái hành trình mình dễ dàng hơn. Đấy. Apple CarPlay, Android Auto thì không thể thiếu ở trên cái màn hình mới này. Nhưng mà các bạn thấy, các bạn đánh giá xem cái sự phản hồi của màn hình, các bạn thấy và mình lướt, các bạn sẽ tự đưa ra cảm nhận nhé. Đấy, trở về trang chủ nè. Hơi chậm đúng không các bạn? Mình cảm thấy nó hơi chậm, phản hồi là hơi chậm. Độ nét thì vẫn khá cao đấy, nó mang lại chúng ta một cái ánh sáng rực khi mình di chuyển trên đường, kể cả trời nắng như thế này, nó không có làm cho cái màn hình nó bị ren lỗ hay là bị mất cái tầm nhìn. Thêm một chi tiết nâng cấp ở trên phiên bản ZS này, đó là cái cần số. Cần số ngày xưa nó cũng không đẹp bằng bây giờ đâu. Phiên bản ZS này thì cần số này nó đẹp hơn rất là nhiều rồi. Ở trên cần số lại có logo của MG nữa. Ở trên phiên bản cũ thì những cái nút bấm dạng piano như thế này á, để điều chỉnh máy lạnh á, thì nó được làm bằng những cái nút xoay. Ngay bây giờ nó được nâng cấp lên những cái phím bấm. Trên những phím bấm này cũng được viền rôm rất là đẹp. Viền rôm này nó đi chung với những chi tiết giống như là ở chung quanh của cái cần số nè, cũng được viền rôm nè. Chung quanh những cái cửa gió điều hòa cũng được viền rôm chạy dài tận bên trái qua bên phải với cái hốc gió bên kia luôn. Những cái chi tiết cũng rất là hay, giúp cho chiếc xe nó nổi bật. Và cái chi tiết nữa đó là phanh tay. Thì bây giờ nó được chuyển thành phanh tay tự động rồi. Ngày xưa nó là một cái cần, thì bây giờ nó chuyển thành phanh tay. Những chi tiết chủ xe nâng cấp giống như là da màu đỏ ở trên cái vô lăng này. Các bạn thấy chi tiết màu đen, màu đỏ ở trên vô lăng cũng được làm lại cái vô lăng rất là đẹp. Và những chi tiết nhúng carbon, ví dụ như ở trên cửa gió điều hòa ở trên đây, chi tiết lớn ở trên đây, và kể cả những chi tiết nhỏ ở trên vô lăng này. Đấy. Và thêm những chi tiết ở bên cần số hay là ngay chỗ học để đồ cũng vậy. Những chi tiết này cũng được chủ nâng tháo ra một cách tỉ mỉ. Phía sau các bạn thấy, nhìn kỹ phía sau đây, của chi tiết nhỏ thôi, nằm sâu bên trong đây thôi, mà chủ nhân cũng tỉ mỉ chăm chút tháo ra để nhúng những cái hoa văn carbon. Nó làm cho chiếc xe sang trọng hơn rất nhiều. Đây cũng là một cái chi tiết nâng cấp. Và mình cũng nhắc lại một lần nữa, ghế cũng vậy, ghế cũng được nâng cấp. Và cái ghế này nâng cấp nó mang cái hơi hướng thể thao, đỏ đen sang lẫn vào nhau. Đường viền cửa
được viền cũng được nâng cấp ở bên trên, bên hông cửa phía trên ở phía sau cũng vậy, cũng được nâng cấp thêm rất là nhiều màu sắc để chúng ta có thể tùy chọn. Nói đi thì cũng nói lại, chúng ta sẽ có một cái điều mà mình cũng không thích từ những phiên bản ZX cũ và đến những phiên bản ZX đến tận bây giờ luôn, đó là những chi tiết nhựa cứng ở trên xe. Bạn thấy những chi tiết nhựa mình gõ, tất nhiên là hoa văn bên ngoài mình nhìn vẫn rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Có một cái bàn tay thiết kế từ những cái cửa, cách mở cửa, rồi những nút bấm để block cửa cũng vậy. Nhưng mà chất liệu để làm nên những cái chi tiết này, mình nghĩ nên có sự nâng cấp lên. Vì những chiếc xe sedan hạng B đến từ Nhật Bản họ vẫn làm tốt vấn đề này, thì tại sao những chiếc xe đến từ thương hiệu Anh Quốc lại không làm được? Mình nên nghĩ là những cái chất liệu này nên cải tiến đó, để nhìn nó cho nó sặc sỡ hơn, nhìn cho nó chất lượng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái nhìn cũng không đẹp về chất liệu này, nhưng đó là chúng ta cũng có rất là nhiều những chi tiết đẹp. Giá thì mình cũng đã nói ngay từ đầu video, giá nó cũng không có cao, giá thì cũng hết sức cạnh tranh so với những chiếc xe cùng phân khúc, nhưng mà những chi tiết nhỏ nhỏ như thế vậy nó sẽ làm cho chiếc xe sang trọng hơn rất nhiều. Vô lăng cũng rất đẹp. Bây giờ mình và các bạn cùng hành trình lái một vòng để xem cái động cơ và số nó vận hành như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về vô lăng trước đây. Cái vô lăng này khi mà bạn lái ở trên đường thì lần đầu tiên lái chiếc ZX thì bạn sẽ thấy nó, cái vô lăng này nó lạ thật. Lạ vì sao? Vì thứ nhất là nó cũng tạm ổn khi mà chúng ta sẽ có được những cái phản hồi từ mặt đường lên, mình có thể cảm nhận được ngay trên cái vô lăng này. Nhưng đổi lại cái vô lăng nó có cái sự phản hồi về đánh lái nó rất là nhạy. Ví dụ như chúng ta chỉ cần dích nhẹ là cái đầu nó đã lắc rồi. Cái hành khách ngồi trước, mình người lái thì mình không có vấn đề gì, nhưng mà hành khách ngồi trước họ sẽ cảm giác cái xe nó hơi bị chao, cái đầu nó hơi lắc như thế này. Nếu mà người nào mà lái xe không quen trên những xe khác á, có chữ cái đánh lái hơi gấp tí xíu bên trái bên phải vậy thì cái đầu nó sẽ lắc. Đó. Nó lắc rất là nhanh chứ nó không phải như là những cái xe khác mà mình lái. Đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái động cơ là 1.5. Tất nhiên là không ai mang cái chiếc xe này để mình có thể đi đua đâu. Nhưng mà với cái hộp số tự động 8 cấp giả lập như thế này thì mình đánh giá là nó phản hồi lại cũng hết sức là trơn tru và rất là tốt. Mình cần tăng tốc thì mình chỉ cần đạp là lên. Đấy. 112 mã lực trên một chiếc CUV cỡ B như thế này thì mọi người nó sẽ nói ồ nó sẽ không biết nó có yếu hay không. Nhưng thực sự mà nói thì mình thấy nó ổn, không yếu tí nào đâu. Tất nhiên là mình sử dụng nó ở trong cái mục đích là đô thị, hiện nay mình cũng lái nó trong đô thị. Còn đi đèo thì sao thì mình vẫn chưa có cái cơ hội để trải nghiệm. Để đưa ra những đánh giá khi mà mình đi trên những cung đường đèo dốc cao thế nào. Nhưng mà đi trong phố mình cần đạp thì mình cần ghi ra thôi là cái xe nó gừ lên, số nó bắt đầu trả lại, cái vòng tua máy cũng nó phản hồi lại ở mức 1.000. Khi đó nó sẽ bắn lên cao khoảng 4.000 để chiếc xe nó có thể vút lên. Cái mà mình thấy nó kỳ kỳ ở chiếc xe này nữa đó là cái chế độ DS. Mình đang chạy số D thì nó vẫn D và sượt S nó vẫn cháy hai đèn này. Khi đó mình muốn vô số S thì mình chỉ cần gạt sang phải để mình vô cộng trừ. Nhưng mà mình không thấy nó có sự phản hồi là bây giờ mình đang chạy D hay đang chạy S. Khi đó mình phải trả số. Khi đó cái đèn của dấu cộng, dấu trừ này nó mới sáng lên. Thì khi đó mình mới phát hiện là bây giờ nó là mình chạy chế độ DS. Tất nhiên nó sẽ không cho các bạn cái cảm giác phấn khích, nó không cho các bạn cái cảm giác gọi là dừng chiếc xe đâu khi mà các bạn có thể trả số, vì mình đang sử dụng hộp số CVT mà. Nhưng mà các bạn sử dụng cái DS này để trả lại cái số thấp khi mình cần vượt á thì nó giúp cho chiếc xe nó lanh lẹ hơn. Đấy. Và mình để ý là cái vòng tua nó lên hơn 4.000. Cái vấn đề đó mình cũng hết sức lo ngại khi mà mình có thể vượt nhiều, di chuyển nhiều thì không biết như thế nào. Nhưng mà đổi lại thì nó vẫn đáp ứng được khi mà mình cần vượt. Chúng ta để chế độ D, đạp lút sàn,
Khi đó nó phải mất hơn 1 giây, khi đó cái chiếc xe nó mới phản hồi lại. Còn các bạn nếu mà chạy một chiếc xe 1.5 mà để ý tí xíu, các bạn muốn vượt một cách chỉnh chu và gọn gàng nhất thì mình đẩy qua manual, hay là chiếc xe này có chế độ gọi là S đấy, đẩy qua để mình chạy chế độ S, và khi đó mình sẽ tự chủ được cái số, và khi đó mình cần vượt thì mình chỉ cần trả đạp là lên thôi. Đấy. Về cách âm thì chiếc xe này cũng đã được làm lại rất là nhiều rồi, về phủ gầm là cách âm toàn chiếc xe luôn, rồi sơ cũng lập được phủ ceramic nữa. Chính vì vậy nên hiện nay mình lái chiếc xe ở trong đô thị như thế này với tốc độ là khoảng 40-50 thì nó mang lại chúng ta có cái sự cách âm yên tĩnh. Về cách âm ngoại thất, những cái tiếng môi trường thì hầu như là nó có cái sự cách âm rất là tốt, mình không có nghe tiếng vọng ở bên ngoài vô. Đấy, giống như những chiếc xe đi ngang, những chiếc xe đi ngang là mình nghe rất là nhỏ. Và cái cách âm khoang máy thì tất nhiên khi mà mình cần vượt mà mình đạp thốc ga lên á, đấy, khi đó chiếc xe nó mới cái tiếng động cơ ở trong khoang máy nó mới vọng vô một chút xíu. Chuyển số nhẹ nhàng mượt mà, CVT mà. Đó là một cái ưu điểm khi mà chiếc xe sở hữu cái hộp số CVT để giúp cho cái hành trình của mình êm ải hơn. Với những cái trang bị trong gói an toàn cũng không có nhiều sự thay đổi ở trên chiếc ZS này. Giống như là phân phối lực phanh điện tử EBD hay là hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Cùng với đó là hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, khởi hành ngang dốc HHC và hỗ trợ đổ đèo HDC, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử SCS, cảm biến áp suất lốp. Cùng với đó là được trang bị an toàn 6 túi khí, và tất nhiên rồi tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN hay ANCAP cũng được chứng nhận trên chiếc MG ZS này. Đó là những nhận định cá nhân của mình trên chiếc ZS khi mình di chuyển trong đô thị và ở trên đường trường, và cùng với đó là những cái gói nâng cấp của Garage FX Auto Accessory dành cho chiếc ZS này. Rất là nhiều những cái trang bị nâng cấp để cho chiếc xe nó an toàn, nó đẹp. Và tất nhiên trên những cái trang bị đó nó giúp cho hành trình của bạn sẽ thú vị hơn. Người dùng nào quan tâm đến ZS hay là tất cả những dòng xe của MG mà muốn nâng cấp lên những cái gói như thế này, có thể liên hệ đến Gara của FX Auto Accessory với những phụ kiện lúc nào cũng có sẵn, các bạn có thể đến và tham khảo nha. Một lần nữa cảm ơn anh Vũ rất là nhiều, và cảm ơn tất cả những bạn đã xem video, và hẹn gặp lại các bạn video trong những video lần sau, có thể có những video thú vị hơn về những chiếc xe có thể mình được trải nghiệm. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.